Chào chị Loan, chúc chị buổi sáng nhiều sức khỏe. Dạ, hôm nay mình gán giải cứu hết 2 tấn khoai lang luôn nha chị. Em giải cứu giùm chị đi. Giải cứu giùm chị hả? À, buổi sáng thì chị Loan ăn mì gói nha cả nhà. Sáng rồi xíu rồi ba mẹ. Dạ, xin chào cả nhà nha. Sáng nay thì hôm nay là còn 2 tấn khoai lang nữa cả nhà. Cả nhà mình đến đây và giải cứu ngày hôm nay cho hết 2 tấn khoai lang luôn cả nhà ơi. Hôm qua chị Loan có tâm sự là giải cứu hết 2 tấn khoai lang rồi, giải cứu thêm bé mớm nữa. Lên nó uống cà phê xong rồi đói quá, ăn gì rồi. Sáng nay thì chị Hồng Loan không có đi làm nữa cả nhà. Chưa chị Hồng Loan mới đi đâu ha. Chưa sáng nay mới cũng ra ngoài đây và quản lý hệ thống của chị. Tí nữa thì khoai lang sẽ đến cả nhà. Thì anh em trước nhà cũng sẽ cố gắng và cập nhật thông tin mới nhất gửi đến cả nhà mình nha. Sau lưng chị Hồng Loan đang ngồi ở nhà thì có tấm hình của nghệ sĩ ưu tú Du Linh, phải nói là rất là đẹp luôn. Đó, phía bên là có thêm một tấm hình là thuận buồm xuôi gió nữa. Phải nói là nấu con tô mì ra mà chị chưa ăn xong nữa cả nhà. Đó, là tập trung vô công việc mà chốt đơn hàng. Để tôi gẹo bà tiếp nè. Tôi liên hỏi em chỗ mà chị Loan ơi, khán giả hơi nhắn tin hỏi em số điện thoại này gọi không được hả? Gọi được đúng không? Hỏi em quá trời luôn, hỏi sao gọi hoài không được. Dạ, nhắn tin thấy cô không trả lời luôn, cô hỏi mua khoai lang quá trời luôn mà gọi không được, không thấy người trả lời lại cho cô á. Dạ, cô hỏi em quá trời luôn, chạy máy rồi. Dạ thì đây cũng chia sẻ là cả nhà nha. Thì đôi khi trong một giờ một lúc đó thì nhiều người gọi đến quá thì sẽ không liên hệ được ha. Cả nhà mình hãy nhắn tin ở bên dưới. Tí nữa thấy thì trong cái lúc mà shop gọi điện thoại xong rồi thì sẽ coi lại và trả lời và chủ động gọi lại cho cả nhà mình nha. Qua Tết mở ứng dụng Grab chạy luôn. Mà lúc nào mình rảnh mình mở app lên. App nha. Chứ đừng có quên tắt chuông khóa là cái chạy theo giờ rất đàng hoàng. Hiện tại thì chị Loan cũng bán hạt dưa với hạt bí nha. Nói là sáng nay thấy chị Hồng Loan ăn mì tôm thật là dễ thương lắm cả nhà. Thấy ăn mà bên ngoài hậu nhân thấy cũng thèm lắm luôn.
tí nữa chắc qua bên đối diện quán cà phê mua một ly mì ăn quá. Chú tránh ra tới luôn kìa, ăn sáng ha. Nhắc cái là thấy mặt liền ha. Sáng này mình làm phải ăn sáng cái đã. Mình mới có sức rồi mình làm tiếp ha. Tôm khô là 525.000 nha. Tôm khô rất là ngon luôn. Tôm khô em nhắc lại. Dạ thì sáng nay thì theo như lời cô bác đã hỏi thăm Hạo Nhân thì Hạo Nhân cũng đã hỏi thăm chị Hồng Loan rồi đó nha. Thì đôi khi những số điện thoại này cả nhà, cái số điện thoại trước nhà này Hạo Nhân đang quay chia sẻ có nhà mình xem à, là số 0363324687 và số thứ hai là 0819581987 này cả nhà. Đôi khi mình gọi sẽ không được hoặc là máy bận nha cả nhà. Đó thì mình hãy nhắn tin bên dưới á để mà tí nữa shop rảnh rồi đó cả nhà. Nhiều khi mà nhiều người gọi tới cùng một lúc á thì sẽ không có nhận được cuộc gọi cả nhà. Thì cả nhà mình hãy nhắn tin và để lại comment bên dưới. Đó thì tí nữa shop nghe điện thoại xong hoặc là giải quyết công việc xong thì tí nữa thì shop sẽ chủ động gọi lại cho cả nhà mình. Đó, nhà phải yên tâm nha. Thì có một cô cũng đã nhắn tin hỏi Hạo Nhân hôm nay thôi. Nay nữa là 2-3 tin nhắn rồi hỏi Hạo Nhân ơi con hỏi giùm cô sao mà gọi sao mà nhắn tin thấy shop không trả lời. Thì nó có hai cách để cả nhà mình gọi nha. Một là cả nhà mình vô fanpage. Fanpage là nhiều cô chú anh chị không rành thì sẽ không biết ha. Có nghĩa là cả nhà mình vô trang Facebook Võ Thị Hồng Loan, xong rồi cả nhà mình kéo lên xíu nữa có sẽ chị Hồng Loan sẽ chia sẻ cái fanpage đó. Cả nhà mình vô cái fanpage đó thì cũng giống như Facebook thôi cả nhà, nhưng mà nó khác một tí thôi. Thì trong đó thì có một cái hình là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ẵm một đứa con chị Hồng Loan hồi còn nhỏ đó cả nhà. Thì cả nhà mình vô trong đó thì cũng có đầy đủ cái thông tin và số tài khoản giống như vậy. Cả nhà mình liên hệ và chuyển tiền thì điện đúng số tài khoản là 1958 và 5 số 9 này nha cả nhà thì mới đúng nha. Dạ thì cũng có một chị đến mua file này cả nhà. Dạ thì buổi sáng hôm nay thì Hạo Nhân cũng chia sẻ cho mình cả nhà mình như đó, tí nữa thì Hạo Nhân sẽ chia sẻ cả nhà mình tiếp nha. Dạ xin chân thành và cảm ơn cả nhà rất nhiều.